để ăn uống một cách yên tâm. Xin mọi người hãy nhìn vào cái list này. Ba loại thực phẩm nêu trên trong khuôn màu càng sậm là càng nguy hiểm. Nguyên do của bệnh văn minh, bệnh nhà giàu là do ăn uống không hạn chế, ăn uống quá nhiều, ăn uống tùy tiện, lại thiếu vận động, ăn nhiều thịt, nhiều calori, nhiều chất béo, nhiều carbohydrate, nhiều sodium. Những thứ thực phẩm này làm cho máu trong cơ thể biến chất, trở thành cơ thể axit hóa. Tiếp đến sẽ thay đổi quần thể vi khuẩn trong đại tràng, làm cho vi khuẩn không cân bằng. Nên nhớ, thứ vi khuẩn này là loại vi khuẩn có ích cho cơ thể. Cuối cùng sẽ là sức miễn dịch xuống cấp, sinh ra đủ thứ bệnh, và sau đó đi đến ung thư. Đối với vấn đề ung thư, tôi xin đưa ra một đoạn phim ngắn để trình bày cho rõ. Chúng ta hãy nhìn lại ung thư đại tràng. Loài người chúng ta, rất nhiều thứ bệnh, bất cứ nam hoặc nữ, trong cơ thể có nhiều loại tế bào như ung thư gan, ung thư vú, ung thư bàng quang, ung thư đại tràng. Các loại ung thư này đều dễ biến chứng. Hôm nay đoạn phim này chuyên trình bày về ung thư đại tràng, mời các bạn xem. Ngày nay số người mắc bệnh ung thư gan là cao nhất, đứng hàng số 1 trong tất cả các loại bệnh ung thư. Ung thư gan có liên quan đến virus. Chúng ta đi chích ngừa viêm gan B đã chích hết 20 mấy năm rồi. Chúng ta tuy ngăn chặn được bệnh viêm gan, nhưng rất dễ mắc bệnh ung thư đại tràng do ăn uống tùy tiện bừa bãi mà sinh ra. Theo dự đoán của tôi, ung thư đại tràng sẽ vượt lên đứng số 1 trong các bệnh ung thư trên đảo Đài Loan, thậm chí trên thế giới sẽ đứng danh sách hàng đầu. Vì thế hiện nay các nước trên thế giới đều phổ biến nghiên cứu về hướng này. Nguyên do sinh ra bệnh ung thư đại tràng đích thực có liên quan đến ăn uống. Các bạn xem những hộp, hộp như vậy là tế bào niêm mạc của đại tràng. Nó sẽ tiếp nhận phân tử thức ăn do chúng ta ăn vào, tiếp đến sẽ ảnh hưởng DNA bên trong. Các bạn xem tiếp, DNA của cơ thể chúng ta phân liệt, copy, sinh ra cái khác giống nhau. Tế bào sẽ phân liệt theo 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8. Phân liệt mãi như vậy. Quá trình phân liệt như vậy sẽ chịu ảnh hưởng bởi ăn uống của chúng ta. Đoạn phim tiếp theo sẽ giải thích cả quá trình. Bề mặt tế bào sẽ thu hút rất nhiều và rất nhiều những phân tử thức ăn. Trong đó có một số phân tử gây ung thư. Nó sẽ dẫn đến phản ứng phân liệt ngày ngày. Nhờ khoa học tiến bộ, người ta đã nghiên cứu và phát hiện cả cái quá trình gây ung thư là như vậy. Một cái phân tử ảnh hưởng một cái phân tử khác và thành một phản ứng dây chuyền. Nó sẽ truyền đạt tín hiệu qua từng một phân tử protein và sự dân hình của ferment. Nó sẽ không truyền tín hiệu. Một cái protein trồng lên một cái protein khác thành một dây chuyền, sau đó đưa sang tín hiệu này. Cái tín hiệu này nó sẽ ngoan ngoãn đi vào trong màng tế bào, chạy sâu vào trong hạt tế bào, đi qua chất tế bào và chui vào trong hạt tế bào. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tác dụng của chất men trong DNA. Trên màn hình những hộp hộp là chất men. Nó sẽ giải mã cấu tạo kiểu xoắn của DNA. Có một loại gọi là stereoscopic converting enzyme. Loại này sẽ trỗi dậy và tháo gỡ DNA, tháo gỡ làm hai, sau đó bắt đầu copy và tế bào của cơ thể cũng bắt đầu phân liệt. Một cái tế bào bình thường nó có tuổi thọ, lão hóa đến một thời gian nó sẽ hết. Tuy nó đang phân liệt, cũng có một số tế bào tự động chết đi theo tuổi thọ chu kỳ. Nhưng có một số phân tử ung thư đột nhập về tế bào. Tế bào đó sẽ không chết, nó sẽ phân liệt và tiếp tục phân liệt. Nó sẽ lớn dần và lớn dần. Cái ung thư đại tràng này thì bắt đầu hình thành. Có hàng triệu cái tế bào ung thư sinh ra như vậy. Nó giống quái vật vậy. Sinh trưởng đến một mức độ thì bắt đầu tác quái. Các bạn hãy xem nó đi tìm huyết quản, báo cho huyết quản biết mọc vào tế bào ung thư, cung cấp máu để nuôi dưỡng tế bào ung thư và sẽ tiết ra rất nhiều phân tử. Tế bào huyết quản cũng ngoan ngoãn mọc vào tế bào ung thư để cung cấp dưỡng chất cho nó. Đến đây thì quá nguy rồi. 1 triệu cái tế bào ung thư, chúng ta nhìn thấy một đống như vậy, thật ra rất nhỏ. Huyết quản mới cứ mọc ra mãi như vậy. Ung thư đến mức độ này thì không còn cứu chữa được nữa. Tế bào ung thư sinh trưởng đến một mức độ, nó sẽ rơi xuống và chui vào trong huyết quản. Hệ thống miễn dịch của chúng ta lập tức tấn công để tiêu diệt nó, tiêu diệt từng cái một. Nhưng hệ thống miễn dịch của cơ thể không tiêu diệt nó hoàn toàn. Một số tế bào ung thư sống sót sẽ chui vào đại tràng và di chuyển đến gan tạng.
Cho nên đại đa số người bệnh ung thư đại tràng đều tử vong bởi ung thư di chuyển sang gan tạng. Tế bào ung thư xâm nhập vào trong gan của chúng ta, nó bám rễ và bắt đầu copy. Chúng tôi phát hiện ung thư di chuyển sang gan thường sử dụng một số thuốc chống ung thư. Các bạn thấy màu xanh lá là thuốc chống ung thư. Thuốc đang bao quanh tế bào ung thư. Lúc ban đầu thì còn có hiệu quả thuốc tiêu diệt được một số lượng lớn tế bào ung thư. Nhưng tế bào ung thư cũng không đơn giản. Chúng ta diệt nó bằng cách phá hoại DNA, hợp thành của nó. Nhưng tế bào ung thư nó tự biết sửa chữa lại. Nó biết tự giải dây, tìm con đường thoát ra. Nó biết tự tu bổ lại DNA. Nó lại như một sợi dây tế bào ung thư tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, thuốc tiêu diệt được một số lượng tế bào ung thư, nhưng nó biết tìm con đường sống để thoát ra. Những tế bào sống sót, nó có kháng dược tính. Lúc này thì thuốc men đối với ung thư không còn hiệu quả nữa và nó tiếp tục copy bằng con số nhân 2. Bởi vậy bệnh ung thư không chữa khỏi được là nguyên nhân như vậy. Cuối cùng khối u trong gan 1 biến thành 10, 10 biến thành 100, 100 thành ngàn, tiếp tục sinh trưởng không ngừng. Ngoài ra tế bào ung thư ban đầu nằm trong đại tràng, nó được nuôi dưỡng bởi huyết quản mới mọc, cung cấp dưỡng chất cho nó tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tới một mức độ chúng ta sẽ không còn khống chế được nó nữa. Ung thư vú cũng vậy. Các loại ung thư khác đều phát triển theo mô hình này, cùng một khuôn khổ. Đoạn phim này muốn nói với quý vị rằng ẩm thực đích thực ảnh hưởng rất lớn. Ăn uống đúng đắn, ăn uống có khoa học thì đã là một liều thuốc chống ung thư. Những thực phẩm xanh sẽ hủy diệt và vô hiệu hóa ung thư. Các loại thực phẩm này có chứa rất nhiều chất đạm miễn dịch immune globulin như nấm linh chi. Như thứ chúng ta thường thấy là mầm Brazil. Những thứ thực phẩm này đích thực có khả năng sản sinh ra rất nhiều dẫn chất chống ung thư như minh họa trên phim vậy. Đó là một loại chất đạm kết hợp. Loại này bám trên nhân tử tăng sinh của tế bào ung thư, làm cho nhân tử tăng sinh bị tắc nghẽn, không sinh trưởng và phát triển được. Như vậy, tế bào ung thư sẽ bị khô héo và teo rút lại, đồng thời kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công tế bào ung thư. Sự thật là nhờ vào đề cao và tăng cường sức miễn dịch mới đề kháng được ung thư. Tôi thường nói, khôi phục và đề cao sức miễn dịch là lực lượng tiêu diệt bệnh tật lớn nhất. Có một số hệ thống miễn dịch sẽ phá hoại huyết quản tăng sinh của tế bào ung thư, cắt đứt nguồn cấp dưỡng của tế bào ung thư. Do đó ung thư sẽ teo héo dần. Cũng như tôi vừa mới trình bày, thay đổi ăn uống, bệnh tình ung thư sẽ cải thiện rõ rệt. Ngược lại, nếu không thay đổi ăn uống, bệnh tình sẽ xấu đi và kết quả là nó sẽ cướp đi mạng sống. Đây là tế bào lành mạnh của chúng ta đang tấn công tế bào ung thư. Trong đó tiêu biểu nhất là tế bào miễn dịch. Các bạn xem trên màn hình là tế bào miễn dịch. Đây là quá trình xạ trị. Chúng ta vừa tiếp thu xạ trị, vừa tăng cường sức miễn dịch. Theo quan sát lâm sàng của tôi, đó là một hiệu quả tốt nhất để chống lại ung thư. Tế bào miễn dịch sẽ phá hủy hợp thành DNA của tế bào ung thư. Vì DNA không hợp thành được, tế bào ung thư sẽ chết dần từng cái một. Muốn tiêu diệt ung thư là phải nhờ như vậy. Đây là tế bào miễn dịch của chúng ta đang tiết ra kháng thể tấn công tế bào ung thư. Đội quân hệ thống miễn dịch cũng rất đông và tiêu diệt tế bào ung thư từng cái một cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn. Xin các bạn hãy thay đổi thức ăn và cách ăn uống mới có thể không mắc phải bệnh ung thư và chữa khỏi được ung thư. Đây là tôi tha thiết khuyến cáo các bạn. Muốn có sức khỏe tốt, phải tự kiềm chế, không ăn những món ăn khoái khẩu, ngon miệng, nhưng lại tàn phá sức khỏe của mình. Cuối cùng, tôi khuyên mọi người hãy ăn nhiều rau quả, rau xanh. Người hiện đại ngày nay không cần phải ăn nhiều thịt. Tôi khuyên những người đã mắc bệnh ung thư nên ăn nhiều rau quả, trái cây. Ăn rau quả, trái cây tuyệt đối không có suy dinh dưỡng. Cũng như tôi đã liệt kê thành phần dinh dưỡng của rau quả so với thịt động vật để chứng minh cho các bạn thấy lại còn mạnh khỏe hơn,
và đề cao sức miễn dịch, ngăn ngừa bệnh ung thư, đồng thời cũng là bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm đối với hành tinh để cải thiện hoàn cảnh sinh sống của chúng ta, và cũng được thặng dư rất nhiều lương thực để giúp đỡ nhân dân nghèo đói ở thế giới thứ ba. Hôm nay tôi muốn truyền đạt một cái lý niệm cho quý vị. Rất đơn giản, chỉ cần thay đổi ăn uống. Quý vị thử nghĩ coi, có nhiều lợi ích như vậy, một công mấy việc, tại sao chúng ta không làm? Tôi xin kết thúc buổi tọa đàm hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúng tôi rất cảm ơn bài giảng của bác sĩ Vương Huy Minh. Các vị cảm thấy bài giảng của bác sĩ có hay không? Rất hay. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Bài giảng của bác sĩ Vương nghe rất hay. Tiếp theo sẽ là một chương trình đặc sắc hơn nữa. Đó là do bác sĩ Vương đặc biệt dành thời gian cho tất cả các bạn nêu ra những câu hỏi về vấn đề y học, nên ăn uống như thế nào để có lợi cho sức khỏe. Trong đó có một số bệnh nhân mắc bệnh thận, một số bà con có người nhà mắc bệnh tiểu đường. Ngoài bài giảng vừa rồi của bác sĩ Vương, lát nữa chúng tôi có giải đáp câu hỏi về sức khỏe. Tôi mong các bạn không nên nôn nóng. Mời quý vị trở về chỗ ngồi trước khi chúng tôi giải đáp câu hỏi của các bạn. Chúng tôi có những hoạt động cộng tác với chính phủ thành phố. Sẵn đây chúng tôi xin báo cáo sơ bộ. Chúng tôi có những hoạt động hấp dẫn này. Tôi tin các bạn đều mong muốn người nhà của mình cũng có dịp tham gia buổi tọa đàm hôm nay. Phải làm thế nào để có được những thông tin này? Đó là chúng tôi đã nối mạng với cơ quan chính phủ thành phố. Do đó, nếu các bạn cần những thông tin y học có liên quan đến buổi tọa đàm hôm nay, hồ sơ hữu ích và sổ tay phòng chống ung thư, chúng tôi có đăng trên website của chúng tôi và cơ quan chính phủ về mọi hoạt động kể trên liên kết với hội từ thiện Linh Nham Sơn. Vì vậy, các bạn cần thông tin gì cũng có. Có in ấn rất nhiều sách, tài liệu và đĩa VCD để tặng cho quý vị. Quý vị cứ tự do nhận lấy. Tiếp theo đây,